một tác phẩm truyền hình nổi tiếng nay được tái hiện trên SCTV4 với Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng, Triệu Vy, Cổ Cơ Cơ đã tạo nên một bức tranh điện ảnh sống động, một bộ phim truyền hình gây nhiều tiếng vang. Những chuyện tình lãng mạn, lòng tham, sự lừa dối tạo nên thù hận. Anh của cô Lục Chí Hào đó. Với sự diễn xuất tuyệt vời của những cặp đôi tiên đồng ngọc nữ, bộ phim Tân Dòng Sông Ly Biệt phát sóng 12 giờ hàng ngày trên kênh SCTV4.